Và Đỗ Sinh xin chào các bạn nhé. Tôi đến thăm một cái vườn cây thương mại tại Festival Sinh vật Cảnh Thủ Đô. Và hình ảnh đầu tiên tôi gửi đến đó là một cây canh châu, còn có cái tên là tước mai. Dòng canh châu thì nó rất là khỏe cây, gỗ cực kỳ là cứng. Cháu đấy. Chào anh Hiếu. Dạ. Đây à? Vâng, của cháu đấy. Thế mà cậu gì hôm nãy cậu bảo là của cậu ấy. Của cháu. Cây tước mai này giá khoảng bao nhiêu cháu? Cây tước mai này anh em vào thiện chí thì đúng 40 triệu cháu mới bán. 40 triệu. Vâng. Và cây tước mai có cái điểm bắc cầu hay đấy nhỉ? Vâng. Chỗ này nó là gặp nó là liền đấy chứ. Liền tất chú ạ. Ừ. Đây, liền tất này. Thế sao nó lại nổi lên thành đấy, một liền nhánh rồi. Bên nọ chạy sang bên kia nhỉ? Vâng. Nó như cái cầu kiều ấy nhỉ. Khai thác ở rừng thế chú ạ. Thực ra có thể đây là một cái nhánh thân. Nó ngả ở đây. Thế là đây là vườn của Hiếu chứ. Cả hai em. Thế thì được rồi, anh cứ vắt nó vào đâu tí lấy rượu. Đây hai số à? Một bằng hai số. Hai số thì số nào số của Hiếu? Đây là vườn của anh ý. Ừ. Đây là số của vườn nhà vườn La Tuấn. Tuấn Hiếu, ghi thêm chị Hiếu vào. Anh lời ra đầu một tí. Đầu xem nào, thôi được rồi, thế là xem nào. Anh chà. Nhà vườn Tuấn La chuyên mua bán vật tư dụng cụ làm vườn và bonsai nhập khẩu từ Nhật Bản. Ôi trời. Thế đâu? Cây nào anh nhập khẩu từ Nhật Bản đâu? Không, dụng cụ. Dụng cụ làm vườn. Tức là kìm búa đục đẽo cái gì hả? Vâng. Rồi. Tức mua bán trao đổi bonsai cây cảnh và hoa phong lan rừng. Đấy, địa chỉ này. 22 ngách 193/30 ngõ 193 phố Cầu Cốc. Phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Đấy, phường của anh Trung Duồi đấy. Vườn cây tại Trung gì đây? Trung tâm Tài nguyên thực vật quốc gia Nam An Khánh. Đấy, vườn cây tại đấy. Facebook Tuấn Na. Số điện thoại đây. Số điện thoại là điện thoại riêng và Zalo riêng. Đây là số điện thoại này. Còn bên này là số Zalo này. Các anh làm kinh doanh nên thống nhất một số, tức là số điện thoại cũng là số Zalo luôn. Đây cái số này vừa là Zalo vừa là điện thoại ạ. Thế thì anh chỉ dùng một số thì tốt nhất. Anh dùng hai số nhiều lúc mất việc á. Người ta nhầm lẫn. Số điện thoại cũng là số Zalo luôn. Khi người ta lưu số của anh vào danh bạ điện thoại thì danh bạ Zalo nó có. Là nó đồng bộ luôn. Đồng bộ luôn. Không cần phải hỏi kết bạn Zalo hoặc số Zalo thế nào. Thế còn cái cây canh châu đấy này của anh Hiếu. Đây ạ. Của cháu ở đây. Bắt sang bên này. Thế còn đâu? Còn bên này là của nhà vườn La Tuấn mất đây. Thôi thì quay của La Tuấn đi. Đây, quay của La Tuấn đây. Không nhầm lẫn. Đây anh La Tuấn bắt đầu từ cây phi lao này đi. Cây phi lao của Tuấn Na đúng không? Vâng. Vợ là Na. Tuấn Na. Anh là Tuấn. Vâng. Vợ là gì? Vợ là Nhung. Nhung. Thế sao gọi là Tuấn Na? Nguyễn Văn Tuấn nhưng mà lại đánh thành là Nguyễn Anh Tuấn thì là lấy luôn như thế. Thế là viết chữ Tuấn Na là lý giải là vậy. Chứ không phải vợ tên là Na. Anh Tuấn thì là chữ A và chữ N. Vâng. Ở đâu cũng không phải. Tôi chưa thấy anh giải thích cho nó chuẩn cái từ Na đâu. Ngày xưa cái Facebook của em là Tuấn La Tuấn. Là Nguyễn Văn Tuấn nhưng mà đánh thành Nguyễn Anh Tuấn. Hay không sửa được thì mình lấy luôn là La Tuấn. Thế là sau nó bị hack thì mình sửa lại cái tên là Tuấn Na. Tuấn Na cũng được. Cách đây mười mấy năm là La Tuấn. Tôi đang định đặt tên tôi là Sinh Na thì anh lại đặt mất rồi. Cây phi lao dáng huyền. Ôi cái chỗ này nó trông như cái đầu rồng đẹp thích nhỉ. Vâng. Có mắt có... trông như là tưởng tượng ra gần giống đầu con voi, mắt con voi. Đây là cái voi đang xuống hút nước suối. Cây phi lao đẹp.
mà cây phi lao nuôi cơi nổi bệ rễ lên nhìn nó thế này mà nó sức sống nó khỏe thế nhỉ? Vâng. Đúng cái không? Cái dòng này cứ đủ nước là cứ vô tư mà phát triển thôi, ừ. Đủ nước và đủ nắng. Thế mọi khi ở nhà anh thì anh có phải kê cái dưới khay nước không? Không. Chỉ có tưới thôi. Nói chung là khi mà đi tưới vườn là ưu tiên ông này là tưới đầu tiên. Tưới đầu tiên xong rồi quay lại tưới lần nữa. Vâng. Xong đến vào ăn cơm xong ra lại tưới lần nữa. Nói chung là nếu mà những hôm nắng to một ngày phải tưới 2 lần. Thì đấy, xong đi ngủ xong lại ra tưới lần nữa. Tóm lại là lúc nào duy trì độ ẩm là ok. Riêng thằng phi lao này nó chịu nước rất tốt. Vâng. Đẹp đấy. Tất cả các cái cung đường của cái thân huyền cây phi lao hay quá. Cây này có to tiền không anh? Nhiều tiền anh ạ. Bao nhiêu? Bây giờ em bán 700 triệu. 700 triệu. Vâng. Tức là xuất ra khỏi nhà là phải cái giá đấy. Vâng. 700 triệu. Tại vì làm lâu rồi ạ. Cây này làm rất lâu rồi. Ừ. 700 triệu. Tất cả những cái cây của em là em có dữ liệu từ khi phôi và đến lúc hoàn thiện hết. Anh đứng lùi vào một tí. Đấy, đứng cạnh em phi lao cái để tôi chụp anh Tuấn Na. Với cây phi lao, nhà vườn Tuấn Na. Rồi, đến từ An Khánh. Tây Mỗ, quê hương anh Trung Duồi tôi đấy. Rồi, tiếp tục đi anh. Xem cái mảng nào nữa. Đây bán cả đá. Đá là của chú Trung bên kia. À. Đá vào diễn cho em mấy canh châu. Đâu. Đây. Anh cũng có canh châu à? Số 2 canh châu, còn Biếu là số 3, còn một ông anh nữa, số 1. Ông nào số 1 anh? Ông Hải ở Cung Nang. À. Bác ấy chơi được khoảng 40 năm về canh châu rồi. Tôi biết anh Hải rồi, tôi biết anh Hải. Hải An Khánh á? Không, Hải trong Tây Mỗ. À, Hải trong Tây Mỗ khác. À. Bác ấy rất ít khi giao lưu. Ừ. Anh năm nay, anh sinh năm 61. Ừ. Đây là cây canh châu của anh Tuấn Na đây. Cây này thì tôi nhìn từ đây lại có cái vị trí này. Nó có làm sao không anh? Không sao. Thằng nói chung chơi hàng canh châu là hàng rừng thì thằng gỗ này chắc nó chắn là mình phải có gỗ nó cứng lắm, gỗ nó khỏe, gỗ khỏe. Rất khó là cái cây nó đặc. Đằng sau lại là cây châu. À, chắc là rất nhiều canh châu nhỉ. Rồi, sang cái canh châu phía sau này xem nào. Kia một cây canh châu văn nhân nữa. Được rồi, nè, đi đến cái canh châu này nó gần như là rừng canh châu ấy nhỉ. Vâng, cái này là Lam Thân. Mọi người đặt tên nào cũng được, em chưa được là chưa đặt tên được đâu. Cho tôi sang cái mặt phải tôi quay này. Lam Thân à, 1 2 3 đúng rồi, 4 Lam Thân. Lam Thân thì thân dưới cùng to nhất xong cứ thế nhỏ dần. Nó gần như là ngũ đại đồng đường. Vâng. Ngũ đại đồng đường. Có được không anh? Hay, vâng. Năm anh ngoái em bán một cây sơn liệu tam đại đồng đường. Ừ. Mà mấy ông trà đạo mua ngay. Để thế tam đại đồng đường thua ngũ đại đồng đường. Vâng, thua ngũ đại đồng đường. Vậy thì cứ là ngũ đại đồng đường đi. Vâng. Anh có đồng ý không? Đồng ý. Đồng ý cho một cái vỗ tay này. Cho cái vỗ tay là xong. Ngũ đại đồng đường. Ngũ đại đồng đường. Hôm nay em nếu mà ngũ đại đồng đường thì rất quý. Tam đại là quý rồi. Ngũ đại là hiếm đấy. Vâng. Nói là mình bao nhiêu đời. Đời kỵ rồi. Bao nhiêu đời mới có được cái câu ngũ đấy. Vâng. Còn tam thì đơn giản. Vâng. Tam đại đồng đường thì bố mẹ, các con và các cháu, tức là ông bà và các rất con, nhiều. Các cháu là tam đại. Thì ví dụ như nhà chúng mình là có, mình có cháu nội, cháu ngoại, tức là tam đại đấy. Còn tứ đại thì thêm đứa chất, đằng này chít cơ mà, ngũ đại cơ mà. Vâng. Ôi dồi, ngũ đại thì phải từ 90 trở lên, 95 đến 100 tuổi. Đúng. May ra mới được ngũ đại. Phải 90 đến 100. Cứ tính bình quân là 25 nên nhân với 4 đời, cộng với đời mình là 5, thì phải 100 tuổi. Ngũ đại là quý lắm. Cây tam đại anh bán có nhiều tiền không? Cây tam đại nó ngoài bán cho cái ông trà đạo, là cây sơn liễu chứ không phải là cây châu. Nhưng bao tiền? Nó ngoài bán 15 triệu. 15 triệu thì đấy là tam đại, bây giờ ngũ đại phải to. Ngũ đại này cũng chỉ bán 25 triệu thôi. 25 triệu, vâng. Đấy, tôi cứ tán anh dần dần, thế là nó ra vấn đề. Vâng, chuyển sang cái đâu, cái cây canh châu tiếp theo. Cũng cây châu. Cây canh châu văn nhân của anh đâu? Hết
Tôi lại thích cái loại canh trâu này, gọi là còn có cái tên là tước mai này nữa. Tước mai, xích chu đằng. À đúng rồi, chim. Còn xích chu đằng. Ừ. Cây này dáng văn nhân. Được đấy, nó thêm được cái rễ buông nhìn nó vững chắc hơn. Chứ nếu mà nó không có cái rễ buông nhìn đầu to đít bé quá. Nói chung là cây này là khai thác tự nhiên ưu đãi cho, chứ mình làm thêm tàn thôi. Khai thác. Vâng. Chứ để mình tạo một cái phôi này thì canh trâu thì thực ra là nó thứ nhất là sống rất khỏe này. Vâng. Đỏi không chết này. Nó thứ hai là lá nhỏ này. Thứ ba là đốt ngắn này. Thứ tư là gỗ cứng này. Vâng. Cho nên là chơi rất hay. Thằng này là nó cái sức sống ở tự nhiên nó rất mãnh liệt. Nó có thể chui giữa bụi tre. Đúng chui rồi. Chui lên ngọn tre để nó sống. Vâng. Thích. Canh trâu ấy. Thích. Vâng. Canh trâu, tước mai. Xích cây chu này đằng. Xích chu đằng, cây này bao nhiêu tiền anh? Cây này em bán cũng 25 triệu. 25 triệu. Vâng. Và tổng giá 25 triệu. Thế thì chọn thẳng cây to đi. Cây này với cái cây ngũ đại đồng đường lúc nãy là đều giá 25 triệu. Vâng, đều giá 25 triệu. So sánh hai cây thì mỗi cây nó có cái đẹp riêng. Vâng. Nhưng cây nó chơi thì nó thu gọn hơn. Cây kia nó phải nhiều diện tích. Cây này nhìn nó phiêu lưu hơn. Có nét khó hơn. Lấy dễ lên làm thân đấy. Dễ thân nó có tí ở trên. Vâng. Thân có tự mỗi khúc này đó. Đúng rồi. Dòng này nó có cái hay là nó phát mầm ở dễ. Nào, tiếp tục nào. Anh có cây gì nữa? Đây, cây chuối. Thời lượng của anh chỉ còn khoảng 5 phút nữa thôi nhá. Vâng. Thế thì quay cây chân dài này thôi. Cây nào? Cây chân dài. Cây chân dài à? Vâng. Sao gọi là cây chân dài anh? Vâng, chân dài. Vâng. Chân dài thì nghe ta dùng cái từ là em chân dài. Em chân dài. Ừ. Anh cứ tán gì nó vui chị. Vâng. Tức là em chân dài đi. Vâng. Vâng, đây là một em chân dài này. À, em này là em Nam Điền. Không. Quê à? Quê. Quê lá nhỏ đẹp đấy nhỉ. Vâng. Quê lá này ai bảo là quê đâu. Thằng này là thực ra cái da của nó thì giống cây xanh Nam Điền. Giống Điền đúng không? Điểm nói cây thì em mà mua đi ra xem đá đi. Đây em đứng lên đây để cho nó thể hiện độ to cao. Được. Cho nào. Đấy, anh Tuấn anh đứng mà nằm bóng ở dưới gầm cây xanh hết này. Đấy. Được rồi. Cây này có nhiều tiền không anh? Cây này bây giờ em mong muốn bán 1 tỷ. 1 tỷ. Vâng. Được rồi. Được, cũng làm lâu đấy. Có cái cành rớt này thì cái tay nó để nó thêm một thời gian nữa là đẹp. Vâng, tất cả là đều cắt truyền hết. Làm thêm một thời gian nữa. Vâng. Đây cái món mini này của anh Tất à? Vâng. Cái cây này bao nhiêu tiền anh? Cây này 8 triệu rưỡi ạ. 8 triệu rưỡi. Vâng. Nam Điền, cây này 9 triệu. Ừ. 16 năm. Đều làm rất lâu lắm rồi. Cây này là 8 triệu rưỡi. Vâng. Cây kia là 9 triệu. 9 triệu. À, rồi. Tiếp tục nào. Tiếp tục ạ. Tiếp tục thì có cây hoa giấy này, có cho vào hình ảnh không ạ? Thôi, xa ra bên này đi, cây đấy xấu. Cây xấu. Cho ra cây ruối đi. Ừ, cây nào cũng được, lấy khoảng 2-3 cây nữa. Cháu vừa xuống à? À, ừ. Cháu vừa xuống đây. Ừ. Mày cho cây ruối này. Cây ruối đây. Cái dưới này em thích cái thế đó, như kiểu thế đạt ma sư tổ. Ừ. Sao lại anh lại dùng từ là thế đạt ma sư tổ hay thế? Trông nó rất giống cụ đạt ma sư tổ. Ừ. Kể mà cái gỗ dưới nó không được cứng, chứ nếu mà nó như là gỗ đinh lim xiên táo thì anh tạc đạt ma sư tổ vào thân cây dưới là vừa đẹp rồi. Đúng. Nhưng mà cái gỗ này nó xấu, gỗ này không được. Đấy, nếu mà nó dạng như là mẹ đinh lim xiên táo thì đây là cái dưới này là bức cái chân và cái đáy áo cà sa của cụ này. Xong lên đây này. Đấy. Đúng là đạt ma sư tổ. Vì cái dưới nó sống nó bền nó khỏe cây. Tuổi thọ cái dưới kinh khủng khiếp lắm. Vâng. 1000 năm.
15 tuổi. Bên cạnh này có cái tường vi con này. Vâng. À đúng rồi, cái tường vi. Cái tường vi ạ. Cây này bao tiền đấy? Cây này em bán 30 triệu. 30 triệu. Cây này mà là cây gỗ chắc nhỉ. Vâng. Tạt. Thì đạt ma sư tổ. Đạt ma sư tổ. Quá ngon lành. Đấy, thế là hết rồi nhá. Thôi tạm thời thế nhá. Vâng. Hẹn có đi sang bên Long Biên không? Có thể anh em lại sang Long Biên ạ. Ừ, vâng. Sang đấy gặp nhau. Vâng. Rồi. Rồi chia tay với vườn anh Tuấn Na. Đến từ Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Rồi cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi.